Hi, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với tập 5 của kênh Xe Sang Vlog. Thì tối nay là mình có một chuyến đi quay tại chùa ở phường 7 Gò Vấp nha mọi người. Đây, đây là cảnh chùa. Để mình coi coi này, chùa tên gì? Chùa Sắc Tứ Trường Thọ ở phường 7 Gò Vấp. Bây giờ mình sẽ đi qua chùa nha. Tại trước khi mà muốn bay flycam á, thì mình phải xem trước cái vị trí của cái chùa này như thế nào thì mới dám cất cánh bay, mới công dướng dây điện tùm lum hết đó. Ok. Chắc chắn coi lên hình ảnh luôn. Cái chùa này vẫn chưa hoàn thiện nha mọi người, vẫn đang trong quá trình xây dựng nha. Ok. Đây là toàn cảnh ở trên lầu của chùa nha mọi người. Thì như chú mình nói là tới Tết á, mọi người lên trên đây uống trà. Nếu mà chắc xong á, chắc mình nghĩ đây cũng là một cái địa điểm để mấy bạn trẻ sống ảo. Wow, cái này đúng sống ảo cũng ok phết luôn á. Nói cái góc này thôi là đã thấy quá chuẩn luôn rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành set up flycam để Đi sư quá. bay nha mọi người. Không biết đầu là mình tính sẽ cho bay một đường thẳng qua cái cổng chùa này rồi bay thẳng lên, nhưng mà mình thấy hơi bị hẹp á, không biết là bay được không nha. Để bây giờ mình set up flycam. À, xem coi coi. Ban ngày á, là mình hay sử dụng cái filter này. Cái filter này để quay cho nó rõ. Thì đối với ban đêm á, thì mình sẽ sử dụng cái mắt kính này. Cái tấm kính này là hỗ trợ quay đêm nha mọi người. Mong sao mọi thứ ổn luôn nha. Mình chỉ sợ là fail thôi. Fail là mệt lắm đấy. Mình ngưng nha mọi người, để mình dùng cái iPhone mà mình đang quay á làm cái kết nối với lại flycam mình, cho kết nối mình bay lên. Hay, xin chào mọi người. Trời ơi, nãy mình làm được vài slot quay flycam rung cái tay luôn á. Thật, thứ nhất á, là đây là ở ở vùng mà khó bay, mình phải nhờ có người quen á, cho nên là bay mới dễ á đó, nghĩa là có kiểu như bảo kê á. Cái thứ hai á là hồi nãy mình có quay cái một cái shot á, là bay từ ngoài cái ngoài đường nè, bay thẳng vô trong cái cổng này rồi bay gần sát tượng Quan Âm rồi bay thẳng lên,
mình sợ là nó bị va chạm cho ba cái thanh sắt này nè, hoặc là cái vô cái máy hiên là úi rồi ôi liền luôn. Thôi nhưng mà không sao, bây giờ mình sẽ tiến hành là quay vài shot ngắn ở cái chùa này để cho mọi người cùng coi một cái clip hoàn chỉnh như thế nào nha. Ở đây chúng ta có một cái chuông chùa nè, được không? Ok nha. Quay xong rồi nha mọi người ơi. Nói chung là quay shot á thì dễ lắm. Đối với DCI Osmo Mobile 6 á, nó có nhiều cái hướng dẫn lắm. Với lại mấy bạn á chịu khó lên trên mạng á search mấy cái động tác cái cơ bản á, khi mà cầm gimbal sao á, chỉ cần học sơ qua mấy cái động tác cơ bản đó thôi là cũng đã đủ để các bạn tác nghiệp rồi. Thì chắc mình kết thúc video tại đây luôn. Xong để mình làm xong cái video short á, mình sẽ để edit sau cái video này. Ok nhé. Mình mới trở về nhà thì hồi nãy chú Út mình coi chở mình về thì có chia sẻ một số thông tin mình thấy khá là hay, thì mình muốn chia sẻ lại với mọi người luôn. Thì ngôi chùa hồi nãy quay á nó được là di tích quốc gia nha mọi người, thì mình cũng khá là ngạc nhiên bởi vì cái chùa này là mình đi qua thường xuyên và cũng không nghĩ nó là một di tích quốc gia cho tới khi được nghe kể lại. Thì về lịch sử á là vua Hàng Long khi trong trận chiến với lại giặc Xiêm thì bị đánh mà bị đánh lùi á, là vua phải rút quân về. Thì khi mà rút quân về trú tại cái nơi ngôi chùa này nè, là kiểu như bầu trời á xuất hiện một cơn mưa lớn đó, xuất hiện một cơn mưa lớn giông bão này nọ làm cho quân giặc Xiêm á là không thể tiếp tục truy sát nữa, làm giặc phải rút rút quân về đó. Và từ đó là ngay cái chỗ mà vua trú ngụ á là xuất hiện một cái hồ lớn, đó chính là cái chỗ vị trí của ngôi chùa hiện giờ đang đang để. Và sau đó vua Hàng Long có phong tên cho cái nơi đó là tên là Pháp Vũ đó, và sau này là để tên như là tên chùa như mọi người coi trong clip. Thì đó là một cái thông tin rất là hay mà mình muốn chia sẻ với mọi người. Kết thúc video tại đây là được rồi nha. Bye bye mọi người, hẹn gặp mọi người tại video tiếp theo. Bye.